Nếu Đại Bồ Tát an trụ vào tịnh giới Bà La Mật Đa, giả sử các hữu tình tranh nhau đến cắt xẻ thân Bồ Tát ra từng khúc rồi mang đi, Bồ Tát không sanh một niệm sân giận nào với người đó, chỉ nghĩ này ta đạt được lợi ích lớn, nghĩa là đã xả bỏ thân hôi thối nguy ách này mà được thân kim cương thanh tịnh của Phật, đó là đại